Uh, chào các bạn. Ở trong phần này, mình sẽ trao đổi với các bạn về các phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền. Thế thế nào là uh, điều khiển việc truy nhập đường truyền? Như các bạn nhìn trên hình ảnh ở đây, uh, chúng ta có một cái đường truyền chia sẻ chung uh, cho cả ba máy tính. Đấy, thế nếu như cả ba máy tính này cùng đồng thời truyền dữ liệu cùng một lúc, đây này, các frame này, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng xung đột. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể là tránh được cái việc xung đột xảy ra trên đường truyền thì điều này tương tự như là điều khiển giao thông đấy, bằng các cái loại đèn tín hiệu đó thì đó chính là cái phương pháp là uh, điều khiển truy nhập đường truyền thì phương pháp uh, điều khiển truy nhập đường truyền thứ nhất đó là phương pháp contention base tức là tại một thời điểm thì chỉ có một máy tính được truyền dữ liệu ở trên cái đường truyền chia sẻ chung đó mà thôi đấy, thì uh, hiện nay thì cái phương pháp này đối với mạng uh, máy tính thì không được dùng nhiều nữa. Tuy nhiên đối với các cái mạng uh, dùng trong công nghiệp ví dụ như là sử dụng giao thức Modbus cho các cái thiết bị uh, điện uh, trong công nghiệp chẳng hạn thì nó vẫn sử dụng phương pháp này. Và tại một thời điểm thì chỉ có một thiết bị được phép truyền dữ liệu mà thôi. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp Control Access Đấy, thì được ứng dụng trong mạng Token Ring. Đấy, thì uh, nguyên lý của mạng này đó là ở trong cái uh, mạng ring này sẽ có một cái thẻ bài và máy tính nào muốn truyền dữ liệu thì phải có được thẻ bài đó Đấy. nếu các máy tính khác không có thẻ bài thì sẽ không được truyền dữ liệu như vậy là tại một thời điểm cũng chỉ có một máy được truyền và do đó không xảy ra xung đột phương pháp thứ ba là phương pháp CSMA/CD Đấy. Thì ở phương pháp này thì đường truyền cũng được chia sẻ chung thì khi mà các máy tính muốn truyền dữ liệu thì nó phải nghe đường truyền xem là có tín hiệu từ các máy tính khác đang truyền hay không. Nếu thấy máy khác đang truyền thì nó sẽ rút lui một thời gian ngẫu nhiên nào đó và sau đó lại lắng nghe đường truyền. Nếu đường truyền rảnh thì nó mới truyền. Và ở phương pháp này có một điểm đặc biệt đó là trong lúc đang truyền dữ liệu thì nó lại vẫn tiếp tục lắng nghe đường truyền để nếu có xung đột xảy ra thì nó sẽ lập tức quay lui và lại chờ đợi một thời gian ngẫu nhiên nào đó thì lại lắng nghe đường truyền và nếu thấy đường truyền rảnh thì nó mới truyền, còn nếu mà thấy đường truyền bận thì lại quay lui và chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên thì đó là ý tưởng của phương pháp CSMA/CD. Một phương pháp mà được sử dụng bởi các thiết bị mạng không dây đó là phương pháp CSMA. Ở trong phương pháp này thì một cái máy laptop khi muốn truyền dữ liệu thì sẽ phải kiểm tra xem là cái kênh truyền đó có rảnh hay không. Nếu như mà nó thấy kênh truyền đó không rảnh tức là lúc đó đang có máy khác truyền và nhận dữ liệu thì lúc đó nó sẽ dừng lại chờ cho đến khi nào kênh truyền rảnh thì nó mới thực hiện cái việc đó. À, một lưu ý đó là hiện nay thì các cái thiết bị tập trung hay là các thiết bị chuyển mạch switch đã được sử dụng thay thế các thiết bị hấp đấy, và hoạt động ở chế độ full duplex Full Duplex tức là chế độ một máy có thể vừa gửi và nhận dữ liệu đồng thời. Như trên màn hình các bạn nhìn thấy ở đây, máy server và switch thì server có thể gửi và nhận dữ liệu đồng thời cùng một lúc. Do đó, vì cái nguyên lý này, thì cho nên là đường truyền luôn sẵn sàng cho server. Vì vậy, đối với cái phương pháp mà truyền dữ liệu theo kiểu Full Duplex thì một thiết bị sẽ không cần phải lắng nghe đường truyền mà nó khi nó cần truyền nó sẽ truyền dữ liệu đó đi